Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Nhắc đến Trinh Cậu Bé Bút Chì, chúng ta sẽ nhớ ngay tới một bộ truyện tranh hài hước, nhí nhố, lúc nào cũng khiến độc giả ôm bụng cười. Nhưng bên cạnh sự giải trí đó, có rất nhiều câu chuyện cảm động và để lại ấn tượng mạnh, trong đó có mối tình của cô Matsutaka, người có số phận đáng thương nhất bộ truyện. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các cậu nghe từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc của mối tình này. Nhớ đội mũ bảo hiểm và chuẩn bị khăn giấy trước nhé. Vì không được chuyển thể thành anime nên tớ phải sử dụng truyện tranh, các bạn thông cảm nhé. Chúng mình cùng bắt đầu thôi nào. Một tối nọ, cô Matsutaka đến quán nhậu và than thở về buổi xem mắt không vừa ý. Lúc về, do say quá nên cô trượt chân ngã cầu thang. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì bị đau mông, phải đến phòng khám Santa Barbara để kiểm tra. Mấy mẹ con nhà Nohara cũng đang ở đây, cô Shin tập nhảy bị bong gân ấy mà. Thấy anh bác sĩ đập sai, cô xanh như điếu đổ. Shin chọc ghẹo làm cô bực mình hét ầm lên. Hét khỏe thế chắc chỉ bị bầm tím thôi, về nhà bôi thuốc vài ngày là khỏi. Không, cô quay lại chỗ hôm qua, ngã một cú thật hoàn hảo rồi quay lại phòng khám. Ai dè cô Shin lại xuất hiện. Bác sĩ dùng máy xung điện để chữa đau cho cô. Shin cổ lét làm bác sĩ vặn núm quá mức, điện giật cô giáo tòe le phù mỏ. Bác sĩ bảo phải đến đây điều trị lâu dài, làm cô sướng ra mặt. Trên đường về, cô giáo hỏi mẹ Mese, con gái có nên chủ động không? Có chứ, có cơ hội là phải nắm bắt ngay. Cô liền ra chỗ cũ, tập nói lời tỏ tình. Em thích bác sĩ từ buổi đầu gặp mặt, bác sĩ hẹn hò với em nhé. Vâng, tôi rất sẵn lòng. Cô giật mình té ngã, lần này thì gãy xương thật rồi. Phải nằm viện mà cô Matsutaka cười tươi như hoa, người có tình yêu cô khác. Shin ở nhà trông em, không may ngã gãy chân, thế là lại vô nằm cùng phòng với cô giáo. Mỗi ngày, cô đều mơ tưởng đến cảnh ngọt ngào với bác sĩ, nhưng lỡ anh ấy có người yêu rồi, chỉ trêu mình cho vui thì sao? Cô rủ Shin chơi trò thám tử, giao nhiệm vụ điều tra về bác sĩ Tokuro. Chú Tokuro đang bắt mạch cho ông cụ, Shin tưởng hai người nắm tay vuốt ve nhau nên chạy về báo cáo. Đẹp trai vậy mà đồng tính ư? Mình bất hạnh quá. Thế là cô giáo giận dỗi, chẳng thèm nói chuyện với bác sĩ nữa. À mà khoan, nhớ cô Shin chơi mình thì sao? Cô quyết định đi hỏi thẳng, lại đúng lúc bác sĩ đỡ trưởng khoa bị té ngã, ôm nhau thế kia chắc chắn là BD rồi. Bác sĩ liền đuổi theo để chứng minh mình thẳng 100%. Chú hôn lên môi cô làm người ta phê như con tê tê. Kể từ đó hai người tình cảm hơn, cô chẳng muốn xuất viện chút nào. Bác sĩ báo tin vui, ngày mai cô Matsutaka sẽ được ra viện. Cô rưng rưng nước mắt. Bác sĩ hứa từ mai cả hai sẽ hẹn hò. Cô lại cười khoái chí, biết tin em gái sắp có bồ, hai bà chị Matsu và Take cay cú không thể phá vỡ truyền thống ế chồng của gia đình được. Họ dụ dỗ Shinosuke kêu cậu kể tật xấu của Tokuro cho Matsutaka nghe. Định bắt cháu làm chuyện sai trái hả? Không được nha, thù lao một gói chocobi thì ok. Vào bệnh viện, hai bà chị bắt đầu nói xấu các kiểu. Shin cũng hùa theo, nhưng được cái nói cô rất yêu học trò và học trò cũng rất yêu cô. Vì vậy, Tokuro càng muốn hẹn hò với Matsutaka. Kế hoạch phá đám thất bại, nhưng hai bà chị rất vui vì em gái được học sinh quý mến. Đêm sau khi xuất viện, cô Matsutaka háo hức buổi hẹn hò ngày mai quá nên không ngủ được, ngồi dậy làm cốc rượu, ăn mì tôm rồi mơ tưởng về cuộc tình lãng mạn. Kết quả là sáng hôm sau dậy sát giờ hẹn, hai người họ hẹn hò ở công viên và bị đội phòng vệ bắt quả tang. Biết mình đã bị theo dõi, cô rủ bác sĩ thì chạy. Mệt quá nên cô nôn thốc nôn tháo, tại hôm qua uống rượu đó. Bác sĩ phải đưa cô về nhà, kết thúc buổi hẹn hò giang dở. Cô rất ân hận, nhưng chú Tokuro lại thấy Matsutaka rất thú vị. Sau khi tỉnh lại, cô gọi và hẹn bác sĩ ngày mai đi chơi tiếp. Để buổi hẹn hò thật hoàn hảo, cô dậy sớm chuẩn bị và suy tư về mấy cảnh tình cảm. Đến điểm hẹn, Tokuro đang đọc sách về giải phẫu xương khớp động vật. Thấy cô gái có khung xương hoàn hảo đi qua, chú nhìn theo là Matsutaka ghen tị. Cô giả vờ bị bụi bay vào mắt để chú thổi cho. Vô tình bị tuyết gặp cục xương đi ngang qua, Shin trèo lên giúp cô thì bị ôm hôn chụt chụt. Ông bác sĩ này nghiện xương quá rồi. Một hôm, hai người hẹn hò ở nhà hàng sang trọng. Cô giáo mải mê nói chuyện về tình yêu, vậy mà anh lại chạy sang bàn bên để xin bộ xương gái về sưu tập. Tức chết đi mà, cô giáo ôm mặt khóc bỏ về. Hôm sau, chú đến trường tìm nhưng cô không đi làm. Lo cho hạnh phúc của cô giáo nên đội phòng vệ đi theo chú Tokuro đến nhà cô để xin lỗi. Cô mở cửa và ném cái gối vào mặt. Hết chuyện. Vì cãi nhau nên Tokuro không tập trung làm việc được. Đúng lúc ấy thì giáo sư Honeda gọi đến báo tin vui. Để hàn gắn mối tình này, đội phòng vệ chia làm hai nhóm, dụ chú Tokuro và cô Matsutaka đến công viên. Cả hai xin lỗi nhau và làm hòa. Tiện đây, chú cũng thông báo một việc quan trọng. Chú sắp đi Nam Mỹ với giáo sư Honeda để khai quật xương khủng long. Cô giáo sốc nặng, ngất xỉu ra đấy. Sắp phải xa người yêu, cô buồn lắm. Chị liền chạy đến kể chuyện vui cho cô nghe. Ngày xưa, có chị kia sắp kết hôn thì người yêu đi công tác xa, chị ấy lăn ra ốm rồi chết. Chú Tokuro đang phân vân lắm, vì thấy cô không thích thì phải. Matsutaka vẫn tỉnh bơ. Không có anh, tôi vẫn sống khỏe. Vậy ngày mai 8 giờ, em ra tiễn anh được không? Giờ đó tôi bận đứng lớp rồi. Cả hai tạm biệt nhau rồi rời đi. Cô suy sụp ôm cây khóc. Hôm sau, cô nhận ra mình quá ích kỷ nên muốn tới sân bay ngay. Cô cho Shinaga lái xe buýt luôn. Các em thắt dây an toàn vào nhé. Mày quá kịp rồi. Chỉ cần cô nói một tiếng, chú sẵn sàng hủy chuyến đi này. Nhưng không, cô yêu chú phải thực hiện đam mê của mình. Họ hẹn ngày gặp lại và dặn nhau giữ gìn sức khỏe. Băng đi một thời gian, Tokuro và đội khảo cổ của giáo sư Honeda đã trở về Nhật Bản. Cô Matsutaka giơ cái biển hiệu to tướng, đừng ngó nghiêng người yêu. Tokuro để râu xồm xoàm quá, người ta không nhận ra là phải. Cô mượn hẳn xe buýt mẫu giáo để đón chú đấy. Chất chưa, biết lần này người yêu về luôn, cô vui sướng bỏ cả vô lăng để ôm anh. Hôm sau, cô Matsutaka dịu dàng một cách kỳ lạ, chẳng nối cống như mọi ngày. Chú Tokuro về thì tốt quá, trừ mẫu giáo được yên bình rồi. Không được, để xin chọc giận cô giáo thử xem. Ai mượn ông ơi?
Chủ nhật, hai người đi công viên hẹn hò. À, bệnh viện Santa Barbara đã nhận chú vào làm trở lại rồi đấy. Thấy cô gái có bộ khung xương hoàn hảo đi qua, chú lỡ mồm khen khiến cô giận dỗi. Sau khi được mời ăn gà rán, cô vui vẻ trở lại. Cô hỏi dự định của chú về mối quan hệ này trong tương lai, thế mà chú cứ mê mê cái khúc xương gà. Anh đi mấy ở đúng xương ấy, đồ đần độn. Cô bỏ đi thì đâm sầm vào cái cửa kính trong suốt. Xin hiểu chuyện và đi đến an ủi. Ai cũng có lúc như vậy mà. Chú cứ để cháu xử lý đống gà rán này cho ạ. Chú rất yêu cô Matsuzaka và những khúc xương cháu ạ. Còn cháu ghét xương lắm, nó làm cháu gãy bốn đốt răng rồi. Vì cãi nhau nên hôm nay cô Matsuzaka hung dữ như con sư tử. Các bạn phải làm gì đó để hàn gắn mối quan hệ này, nếu không thì trường học thành địa ngục mất. Cả đám kéo đến gặp chú Togoro, nhưng chú bảo để người lớn tự giải quyết. Không sao, Shin đã có cách. Cậu lấy mổ xương, dụ chuối vào bụi. Người ta có phải là chó đâu mà làm thế hả ông ơi? Cô Matsuzaka đi ngang qua và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy chú cháu. Ngày còn học cấp 1, có lần chú trèo cây và bị ngã, chật khớp vai đau lắm. Một anh sinh viên đã sơ cứu cho chú. Anh ấy có mơ ước trở thành nhà khảo cổ để thỏa chí tò mò về khủng long và đã tặng chú một mẩu xương của loài khủng long mũi lợn. Xong chú đem về cho cháu ăn ạ? Chú luôn giữ bên mình đây này. Từ ấy, chú đã tìm ra con đường của mình. Anh sinh viên đó chính là giáo sư Honeda. Tìm được khủng long mũi lợn, rồi chú lại về với khủng long cáu giận hả? Loài gì mà lạ thế? Là cô Matsuzaka đó. Các người bảo ai là khủng long cáu giận hả? Hôm sau, cô quyết định gọi xin lỗi chú. Chú cũng định gọi cho cô. Vừa hay giáo sư Honeda gọi tới, bảo đến gặp thầy ngay. Thế nên, cô Matsuzaka chỉ nghe thấy tiếng tút tút tút. Chắc chú đang nói chuyện với chị nào xinh đẹp rồi cô ạ. Cô suy sụp, đi không nổi. Đi cùng với giáo sư là con gái của thầy, Orie. Mấy lần Togoro đến nhà bàn chuyện hay gặp Orie nên hai anh em khá thân thiết. Quay lại chuyện chính, người ta vừa phát hiện hóa thạch khủng long mũi lợn ở nước Cộng hòa Bobo Samata, Nam Phi. Thầy muốn Togoro đi cùng nhưng ngại chuyện cô bạn gái. Orie tình nguyện làm bạn gái mới, đi theo anh Togoro đến châu Phi. Khi ra về, Orie rủ Togoro đi siêu thị, không may lại bị Nene và Shin nhìn thấy, chụp ảnh lại luôn. Hôm sau, Nene đem khoe với các bạn. Trời ơi, đáng sợ quá. Ơ, mở nhầm ảnh mẹ Nene đang ngáp rồi. Trời ơi, chú Togoro phản bội cô giáo hả? Tin này chưa xác đáng nên đừng cho cô xem vội, kẻo tâm thần bại liệt si ra đấy. Công Shin kia, ăn nói linh tinh. Hội thảo với chủ đề chú Togoro có ngoại tình không đã lên sóng. Các bạn đang nổ bàn luận. Kazama chắc cũng ngoại tình chứ gì, nãy giờ không thèm phát biểu. Tôi còn chưa có bạn gái ông ơi. Cô Yoshinaga và Ageo đi đến hóng chuyện và dặn các em phải giữ bí mật. Đám lớp hoa hồng cũng chạy ra để Shin kể cho, mà phải giữ bí mật đấy nhá. Ồn ào quá, để nhà tiên tri vũ trụ Yuko lớp hoa hồng phán cho. Umbala, làm phép mà giống làm siếc quá vậy. Quả cầu rơi xoảng một cái, mối tình này sẽ tan vỡ. Nene không chịu, định đi hỏi chú Togoro thì không may điện thoại rơi vào tay của cô Matsuzaka. Cô sốc đến mức bay lông mi giả luôn. Đêm ấy, cô cứ mơ đến cảnh tượng Togoro và Orien nồng thắm. Không, mình tin anh Togoro là người đứng đắn, phải nghĩ về những hình ảnh vui để mai còn đi làm sớm. Thế quái nào cô Shin với cái mông cứ xuất hiện. Vậy là cả đêm đó, cô chẳng thể ngủ được, ngồi co ro ở góc tường đến khi gà gáy. Nỗi buồn khiến cô Matsuzaka xinh đẹp hơn hẳn. Trẻ con, người lớn, động vật đều mê mẩn nhan sắc ấy. Bố mẹ gọi tới, bảo sắp có người đến xem mắt. Mẹ đã tự ý sắp xếp cuộc hẹn này mà không nói với cô. Nene đánh hơi được tin sốt dẻo, loan tin nhà trai sắp đến coi mắt cô Matsuzaka rồi đấy. Tội nghiệp ghê, mắt cô giáo có làm sao đâu mà phải coi nhỉ. Đúng lúc chú Togoro đến và nghe được câu chuyện. Vừa chia tay mà đã đám cưới với người khác, cô tuyệt tình đến vậy sao? Cả đám nhóc đang cãi nhau thì một anh chàng xuất hiện. Cửa chính không đi mà lại trèo tường, ăn trộm hả? Cô Matsuzaka bay ra bảo vệ học sinh. Xin giới thiệu, đây chính là chú rể tương lai Hiruto, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành công ty rủ tham ăn. Kazama biết chú này, một trong những doanh nhân thành đạt nhất Nhật Bản năm vừa qua. Hiruto ngỏ lời mời Matsuzaka đi ăn tối với tư cách vợ sắp cưới. Cô đồng ý và dặn đám nhóc phải giữ bí mật. Ai dè bà Nene buôn chuyện với các thầy cô. Tại bệnh viện Santa Barbara, chú Togoro tâm trạng không tốt nên cãi nhau với bệnh nhân suốt. Orie gặp chuyện buồn nên đến tìm Togoro. Gia đình Noara được cho phiếu giảm giá nên đang đến nhà hàng 5 sao đánh chén một bữa. Togoro và Orie ngồi tâm sự bên đường. Chả là Orie có sở thích về cơ bắp nên đi ăn hay bàn luận về cấu tạo đùi gà khiến anh người yêu sợ chạy mất dép. Sau đó, hai anh em rủ nhau đi ăn tối. Thế quái nào, ba hội này chạm mặt nhau ở cùng một nhà hàng. Không khí vô cùng căng thẳng, Nene mà ở đây thì tốt quá. Togoro và Matsuzaka đi lấy đồ ăn rồi chất vấn nhau. Đùa nhân nhà hàng có văn nghệ, đánh chống ầm ĩ, làm họ không nghe được gì cả. Thấy Togoro dính cơm trên miệng, Orie dịu dàng nhặt nó rồi ăn luôn. Cô Matsuzaka cay lắm nên cô đút đồ ăn cho Hiruto, làm Togoro sôi máu. Nhạc nổi lên, mọi người cùng khiêu vũ. Đông quá nên xô đẩy nhau, làm Togoro vô tình hôn Orie. Anh Hiruto cũng chủ động hôn cô Matsuzaka. Càng quá, Shin đi tè thì thấy hai người họ đang nói lời chia tay. Shin đem chuyện ấy kể với các bạn. Tất cả là tại Nene chụp tấm ảnh đó. Nene là đồ phá hoại gia đình người khác, nhưng vẫn là trẻ con nên chắc chỉ bị tù treo thôi các bạn nhỉ. Nene gào khóc vì hối hận. Bây giờ chúng ta phải xử lý chuyện này, bắt đầu từ tấm ảnh đó. Chiều nay phải đến gặp chú Togoro. Cô Matsuzaka hôm nay sinh tuyệt trần, đủ hiểu cô đang buồn như thế nào. Chú Togoro làm việc không chú ý, bệnh nhân đau lưng lại đi bẻ chân. Giám đốc bực bội, cậu không sửa đổi thì bỏ việc đi. Chú buồn bã ra về, đội phòng vệ kéo đến bệnh viện và nghĩ cách vào bên trong. Hay cho Maso đóng giả là bệnh nhân bị vỡ đầu nhỉ? Trời ơi, tôi đang khỏe mạnh mà. Đúng lúc ấy thì chị Orie xuất hiện, nên cho chị xem tấm hình và nói lời xin lỗi.
Chụp lén như vậy là xâm phạm đời tư đó em. Nhưng mà chụp đẹp đấy, tí bắn Bluetooth sang cho chị nhé. Còn mối quan hệ giữa hai người, ODA khẳng định chỉ có Tokuro là anh trai, không phải gu của chị. Đấy, Nene thấy chưa? Bây giờ, Kazama, Nene và chị ODA đến nhà chú Tokuro. Shin, Maso và Bo đến nhà cô Matsuzaka trình bày sự thật. Trễ mất rồi, cô Matsuzaka đã đi chơi với con Lamborghini của anh Hiroto. Sợ bị Nene đấm, nên Maso kêu các bạn mau chóng hành động. Ông Hiroto này làm gì cũng nhanh, nên ba đứa nhóc không thể đuổi kịp. Sau khi biết sự thật từ nhóm Nene, chú Tokuro chạy đi tìm người yêu. Còn Hiroto đã nhanh mồm, cầu hôn cô Matsuzaka. Tầm này thuê máy bay, mới đuổi kịp con Lamborghini, bọn mình sẽ thành thỏ bông của Nene mất thôi. Mỗi Maso chứ Nene có nói gì với tụi này đâu. Maso sợ quá nên bỏ trốn. Trời tối, chú đứng trước cửa đợi người yêu về. Hiroto đưa Matsuzaka về và cảm ơn cô đã nhận lời cầu hôn. Tokuro sốc lắm, đành bỏ đi. Dù sao hắn cũng đẹp trai giàu có hơn mình. Thật ra cô chưa đồng ý, tại tính thằng cha này ăn nói hấp tấp đấy chứ. Cô vào nhà thì thấy đèn sáng. Hóa ra mẹ và các chị đã chui vào đây để bàn chuyện đám cưới. Mẹ đã vạch sẵn kế hoạch rồi. Hiroto là đại gia, Matsuzaka cưới cậu ấy thì hai bà chị ấy chồng kia cũng sẽ có mối ngon. Một lúc tống bao quả bom nổ chậm đi lại tốt quá. Cô bực bội đuổi cả ba đi về. Cuộc hôn nhân này quá trống vánh, cô sợ không được hạnh phúc, nhưng đâu dễ kiếm một người chồng giàu có thượng lưu như vậy. Sáng hôm sau, các bạn nói hết sự thật cho cô nghe. Ủa mà Maso nay nghỉ học hả? Cô liền chạy đến chỗ Tokuro và nghe được cuộc nói chuyện giữa chú và giáo sư về hóa thạch ở Nam Phi. Cô băn khoăn rồi đi về vì muốn anh yên tâm theo đuổi đam mê. Tokuro gặp giáo sư để bàn chuyện. Hóa thạch ở Nam Phi vẫn chỉ là giả thuyết, ta phải đi thực tế để giám định. Hai tuần nữa lên đường, chú Tokuro đã xin nghỉ việc, còn chuyện tình cảm cũng chia tay cho em đẹp. Nhìn nụ cười gượng của Tokuro, chị Orie biết trong lòng anh đang rất đau khổ. Còn Matsuzaka thì phấn khởi, gọi Hiroto là chồng chưa cưới, rồi hú hét vui sướng. Tội nghiệp họ quá, các bạn đã làm mọi cách nhưng vẫn không thay đổi được gì. Nên vẫn cứ khóc suốt, tự trách bản thân mình. Nín đi nào, số phận của hai người đó đã ăn mày rồi. Ăn bài chứ ăn mày ở đâu hả Shin ơi? Hôm sau, Shin vô tình gặp chị Orie. Anh đại gia hấp tấp cũng đang đi tìm Shin. Biết anh Hiroto là chủ công ty sản xuất sô-cô-la mà mình thích, Orie và Hiroto nói chuyện xôm lắm. Tìm Shin có chuyện gì đấy chú ơi? À, chú thấy thái độ của cô Matsuzaka cứ thay đổi liên tục nên muốn biết nhiều hơn về cô ấy. Nói đi, rồi chú cho sô-cô-la. Vì ham ăn nên Orie kể hết chuyện tình Matsuzaka và Tokuro cho Hiroto nghe. Sau khi biết chuyện, Hiroto gọi cho mẹ vợ, đề nghị tổ chức ăn hỏi sớm hơn. Vậy là ngày mai, lễ hỏi sẽ diễn ra. Hiroto cứ liên tục gửi hoa chúc mừng, làm cô vô cùng mệt mỏi, ra ngoài đi dạo cho đỡ ngột ngạt. Đội phòng vệ đến nhà Nene, cô bé cứ ở lì trong phòng, các bạn dù chơi đồ hàng cũng không hứng thú. Nene thấy mình xấu xa, vì mình mà hai người họ chia tay. Thế tớ xin con thỏ này nhé. Không được, trả lại đây tên Shin kia. Đấy, thế là Nene ra ngoài rồi. Chú Tokuro đến bệnh viện tạm biệt giám đốc. Đây cũng là nơi tình yêu bắt đầu. Chú muốn đi dạo một vòng để hồi ức lại những kỷ niệm. Đám nhóc chơi ở công viên thì thấy cô Matsuzaka đứng một mình, chắc cô cũng đến đây ôn kỷ niệm. Hồi bị gãy chân, chú hay dẫn Shin và cô đến đây để tập luyện. Cả ba chơi rất vui, ném xôi chảy cả máu đầu. Hôm đấy, chú bí mật viết cái gì đó lên cây thì phải. Cô đi ra xem thì sững sờ, trên cây là chữ Ume, Tokuro và một trái tim tình yêu. Đang xúc động thì Tokuro xuất hiện. Ngày mai chú lên đường rồi, cô chúc chú thượng lộ bình an, chú chúc cô hạnh phúc. Cả hai tạm biệt nhau rồi rời đi. Tokuro tức giận đấm vào cây, trách mình là thằng ngốc. Tối đó, nhà Nohara đi ăn gà nướng thì bắt gặp cô Matsuzaka ngồi uống rượu. Khi bố Hiroshi nhắc đến đám cưới, cô bật khóc, lè nhè rằng mình buồn quá. Shin quay lại vẻ mặt buồn cười ấy rồi đem khoe với đám bạn. Không nghi ngờ gì nữa, cô giáo còn yêu chú rất nhiều. Cả lũ trèo tường trốn học để cho chú xem clip này. Trên taxi đến nhà hàng, cô dâu cứ nôn nọe vì tối qua uống quá nhiều rượu. Chú Tokuro đã chuẩn bị xong, cảm giác thật trống rỗng. Cả bạn đã đến kịp. Trong clip, cô Matsuzaka nói rằng cô đã sai lầm khi chia tay Tokuro, người mà cô yêu nhất trên đời. Với những lời khích lệ của đám trẻ, chú quyết định sẽ đến và nói ra hết lòng mình. Cơ mà cô giáo ăn hỏi ở đâu ấy nhỉ? Chịu chú luôn đấy. Không sao, Nene đã có cách. Cô bạn gọi cho tiểu thư AI nhờ trợ giúp và hậu tạm một buổi hẹn hò với cô Shin. Ok luôn. Bố AI gọi cho giám đốc CIA bên Mỹ. Vệ tinh quét một cái đã tìm thấy cô Matsuzaka ở nhà hàng Chima. Lên đường thôi. Phần nghi thức đã xong, bây giờ chú rể trao nhẫn cho cô dâu. Hoàn đã, nhà gái còn một nghi thức truyền thống, nổi nhạc lên nào. Ôi trời ơi, cô giáo phải nhảy múa trong nền nhạc này sao? Tiểu thư AI điều động trực thăng để đón mọi người cho đã tắc đường. Tới rồi đây, thưa các bác, cháu đến để giành lại Matsuzaka, tình yêu duy nhất của đời cháu. Hiroto tức giận, muốn cướp cô ấy thì bước qua xác tôi đã. Hiroto có đai đen karate nên đánh Tokuro nằm bẹt dưới đất. Tokuro phản một đòn, Hiroto đã nhận thua và chúc họ hạnh phúc. Mẹ cô giáo không đồng ý, nhưng người bố thật đáng nể, hạnh phúc của con phải tự mà quyết định. Cả hai nắm tay nhau rồi rời đi. Orie chạy ra xin Hiroto cái hẹn để bàn chuyện cơ bắp và sô-cô-la. Tokuro và Matsuzaka đến công viên. Anh trao cho cô mẫu hóa thạch khủng long mũi lợn mà anh luôn giữ bên mình. Từ giờ, em là bảo vật quý giá nhất đời anh. Chắc cô Matsuzaka sẽ đem về Ninh Xương cho coi. Anh thề, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng. Sau đó, chúng ta sẽ được gần bên mãi mãi. Họ trao nụ hôn nồng thắm và ôm chặt lấy nhau. Một tuần sau khi xa cách, đang nấu cơm tối thì cô Matsuzaka nghe bản tin thời sự. Nước Bobo Samata ở Nam Phi vừa bị khủng bố đánh bom. Trong số rất nhiều nạn nhân, có một công dân Nhật Bản tên là Gyota Tokuro, bác sĩ ở Kasekabe.
Trời ơi, đây có phải là sự thật không? Hôm ấy, khi đang viết thư cho người yêu, giáo sư rủ chú ra ngoài ăn bánh uống trà, tên khủng bố vào khách sạn rồi đặt bom, đúng lúc chú quay về để lấy mũ. Kết cục thật bi thảm. 2 tháng sau, cô Matsutaka vẫn vui vẻ, chơi đùa với các em. Nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa vượt qua cú sốc này. Thầy dặn các bạn phải giúp đỡ cô thật nhiều nhé. Dạ, Shin sẽ giúp cô vui lên bằng cách kể chuyện về hóa thành khủng long ạ. Còn lại ông, né mấy từ xương khớp, bác sĩ, người yêu, bom nổ hộ tôi cái. Thế từ thú cưng có được không Kazama? À mà không được, thú cưng nhà tớ là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thích gặm xương, xương lại liên quan tới chú Tokoro. Cô mà nghe từ thú cưng chắc buồn chết mất. Giáo sư đến và xin lỗi cô giáo, mong cô đừng nghĩ quẩn. Yên tâm, cô Matsutaka mạnh mẽ lắm. Lúc sau, khi đang chơi ở công viên, các bạn thấy cô lén uống rượu mạnh để quyên sinh. Từ khi Tokoro mất, cô làm bạn với men say. Mỗi lần tưởng tượng cảnh toàn thây của anh bị nổ tung, em đau lắm, em muốn chết để chúng mình được chọn tình nghĩa bên nhau. Những ngày sau, cô rất tích cực và chăm chỉ làm việc. Nhưng thầy hiệu trưởng đã phát hiện cô uống rượu mạnh để tự phá hủy ruột gan. Thầy bực lắm, uống rượu ở trường lơ đám trẻ học theo thì sao? Các bạn cầu xin thầy đừng đuổi cô đi. Đúng đó, thầy già rồi không đuổi kịp đâu. Đuổi việc ấy Shin ơi. Cô xin lỗi rồi bỏ về. Trời tối, cô lại đến quán nhậu, uống rượu như nước lã. Bị Shin làm phiền nên cô mất hứng bỏ về. Trên đường đi, lỡ đụng phải 3 nữ giang hồ và bị xô ngã. Cô giáo tức giận, đánh cho bọn chúng nhiều tử. Bọn chúng bỏ đi, hẹn ngày báo thù. Ông cụ đứng ở đó vô cùng bất ngờ. Ông là Miki, chủ câu lạc bộ quyền anh. Ông đang đào tạo nữ vận động viên và thấy cô rất có tố chất. Nghề võ sĩ luôn cận kề với nguy hiểm và cái chết, rất hợp với cô đấy. Hay quá, cô cũng đang muốn chết đây. Con Lamborghini của Hiruto xuất hiện, anh đi cùng Orie. Họ lo cho Matsutaka nên ghé thăm. Tuần sau, hai người này sẽ làm đám cưới. Chúc hạnh phúc nhé. Cô nhìn tấm ảnh rồi bật khóc. Mình và anh Tokoro cũng đẹp đôi. Sao ông trời lại không cho ở bên nhau nhỉ? 3 nữ giang hồ kia về khóc lóc, cầu xin sư tỷ Akena trả thù giúp. Được lắm, đích thân ta sẽ xử đẹp con nhỏ đó. Không thể làm ô uế danh tiếng của băng đảng Kangaroo này được. Hôm sau, cô Matsutaka đến võ đường và sẵn sàng luyện tập. Chuyện giáo viên nghiện rượu lan đến tai phụ huynh. Họ yêu cầu hiệu trưởng tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến về vấn đề này. Cô Matsutaka có thể sẽ bị đuổi việc. Cô và ông Miki đang tập chạy thì chạm mặt băng đảng máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Akina từng là học trò xuất sắc của ông Miki, nhưng mắc bệnh ngôi sao, nghĩ mình vô địch thiên hạ nên không thể tập luyện. Akina cũng cay lắm vì lão già này toàn cho thi đấu mấy giải tép riu và mùi bim bim tỏi mà ông ta hay ăn ghê không chịu được. Đánh nhau ở đây làm gì, cho xin cái hẹn tuần sau ở võ đường đi. Ok, chốt đơn. Trời tối, bố ngồi đợi Matsutaka ở ngoài cửa cùng đống rau củ mẹ bảo bố mang lên cho con tầm bổ. Bố thương con lắm, mẹ lo lắng nên nằm liệt giường mấy hôm nay. Bố dặn con gái giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện sẽ sớm qua thôi. Nhưng trong thâm tâm, cô chẳng còn muốn sống nữa. Hôm sau, ông Miki ra một loạt bài tập như bắt gà, né quả mơ, đuổi bắt để rèn luyện thể lực cho cô. Chi nhìn thấy thì bảo các bạn là cô giáo ăn trộm gà nhà người ta rồi bị đuổi đánh. Tụi nhóc chạy đến, quỳ xuống, cắn răng cắn cỏ xin ông tha mạng. Cô không có mồi nhậu nên mới làm điều dại dột ạ. Đứa nào tung tin vớ vẩn đấy, cô đang tập quyền anh cơ mà. Ngày hôm sau diễn ra cuộc họp phụ huynh và cả giải đấu quyền anh. Mẹ của chú Tokoro đến trường để đưa lá thư cuối cùng của con trai cho Matsutaka. Shin cướp lá thư rồi chạy đến võ đường, phải đòi cô hộ tạm một chầu kem mới được. Trận đấu đã bắt đầu, Matsutaka chẳng hề phòng thủ, đầu chính nghĩ về chuyện sắp được đoàn tụ với anh dưới suối vàng. Cô bảo Akina hãy đấm thật mạnh đi. Cô Shin chạy vào bảo có thư của Tokoro, cô né đòn ngay. Còn phải đọc thư nữa nên cô tung một đấm hạ gục Akina. Kết thúc vòng 1. Shin ơi, đọc bức thư cho cô nghe đi. Dạ. Chữ xấu quá, em chả đọc được gì cả. Để ông Miki bắc loa đọc cho. Matsutaka cứ yên tâm chiến đấu đi. Gửi Ume thân yêu, em khỏe không? Anh nhớ em nhiều lắm. Bọn anh đã chuẩn bị những bước cuối cùng, nhất định anh phải tìm ra dấu vết của loài khủng long mũi lợn. Có lúc anh thấy công việc hai đứa mình thật trái ngược, anh thì mải tìm kiếm di vật quá khứ, còn em nơi dạy đám trẻ tương lai của thế giới. Anh ganh tị với em lắm. Nhiều đêm anh mơ thấy cô giáo Matsutaka vui đùa cùng học trò tinh nghịch. Tuy em luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại rất tốt bụng và máu nước mắt. Anh yêu em vì điều đó. Nghề giáo tuy vất vả nhưng em hãy cố gắng nhé. Dù thế nào cũng đừng rời xa bọn trẻ. Khi mệt mỏi hãy nhìn lên bầu trời và nghĩ đến anh. Dù bị ăn nhiều đòn, cô vẫn đứng dậy. Tokoro, em sẽ làm theo lời anh. Em phải sống vì bọn trẻ cần em. Shin chạy Akina hồi nách, làm chị ta khép tay lại. Matsutaka nhân cơ hội đấm một phát knock out. Hoan hô, thắng rồi. Cảm ơn anh Tokoro, anh đã giúp em được sống lại. Còn ở cuộc họp, phụ huynh yêu cầu đuổi việc cô Matsutaka. Đám trẻ ùa vào biểu tình phản đối. Các phụ huynh hiểu chuyện cũng rất thông cảm và mong cô sẽ thay đổi. Cô bật khóc, cảm ơn mọi người. Vậy là không ai bị đuổi việc, chỉ bị trừ lương 2 tháng thôi. Matsutaka và mẹ Tokoro đến công viên tâm sự. Lúc còn sống, Tokoro hay kể về mẹ về Matsutaka. Cô người yêu xinh đẹp, thông minh, y như mẹ hồi trẻ. Cảm ơn cháu đã đem lại hạnh phúc cho Tokoro. Nhà bác bạc phước nên không được nhận cháu làm con dâu. Đám trẻ chạy đến, dù cô chơi ném bóng. Anh Tokoro, em hứa sẽ nghe lời anh, không bao giờ từ bỏ nghề giáo cao quý. Em sẽ dạy dỗ chúng thành những công dân tốt như anh vậy. Còn băng đảng Kangaroo, họ đã về với thầy Miki, rèn luyện nghiêm túc để trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy là mối tình sâu đậm nhất của cô Matsutaka đã kết thúc. Thật buồn biết bao, người khao khát tình yêu nhất bộ truyện lại phải chịu mất mát quá lớn. Càng nghĩ lại càng thương cô.
Các bạn có cảm nghĩ sao về câu chuyện xúc động này? Hãy để lại một lời an ủi cho cô Matsuzaka ở phần bình luận nhé. Cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Chúng ta sẽ quay trở lại với những video hay hơn nữa. Đợi nha. Hẹn gặp lại. Bye bye.